Từ lâu, thảo mộc đã được nghiên cứu, chọn lọc và bào chế thành những viên uống thảo dược tinh hay dùng để xông hơi, giải độc, sắc uống trị nhiều chứng bệnh như mụn nhọt, cảm lạnh, đau bụng, tiêu chảy, biếng ăn, thậm chí còn dùng để điều trị cả những bệnh nguy hiểm như ung thư, đái tháo đường. Ngoài ra, thảo mộc còn có tác dụng giúp làm giảm sự căng thẳng, mệt mỏi, đem lại cảm giác thư giãn cho cơ thể sau những bận rộn của cuộc sống thường nhật. Thông thường, mọi người muốn lựa chọn những giải pháp nhanh chóng, thuận tiện và hoàn hảo để thư giãn bản thân. Hiểu được điều đó, ATZ Healthy Life đã tạo một dòng sản phẩm đa dụng kết hợp giữa phương pháp trị liệu nóng, lạnh với hương thơm tự nhiên từ các loại thảo mộc, đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, thư giãn, đồng thời làm giảm sự mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Chúng ta cùng tìm hiểu lợi ích chung của mỗi liệu pháp. Liệu pháp nóng giúp tăng cường sự tuần hoàn máu, làm giảm nhức mỏi, tê chân tay, giảm đau, giảm cứng cơ và thư giãn cơ bắp. Liệu pháp lạnh giúp giảm lưu lượng máu đến vùng bị thương tổn, làm giảm sưng, đau nhức, bầm tím, bong gân khi va chạm mạnh do chơi thể thao hay nâng vật nặng. Ngoài ra, còn giúp giảm thân nhiệt khi bị sốt, rất tốt cho trường hợp chảy máu cam, bỏng nhẹ hay cháy nắng. Liệu pháp hương thơm tự nhiên tác động đến thần kinh, các giác quan và toàn bộ cơ thể cho ta cảm giác thư giãn nhẹ nhàng. Còn với túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life thì sao? Có thể sử dụng cho cả ba liệu pháp trên. Túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life được làm nóng trong lò vi ba 30 giây đến 3 phút. Sau đó chườm vào các vị trí mà bạn muốn. Túi có thể giữ nhiệt được 20-45 phút. Bạn có thể dùng để chườm nóng ẩm, để hơi nóng có thể thẩm thấu vào sâu hơn bằng cách xịt một ít nước lên bề mặt túi trước khi làm nóng. Làm lạnh túi bằng cách cho vào bao ni lông kín và đặt trong ngăn đá tủ lạnh từ 1 đến 2 giờ là có thể dùng để chườm lạnh khi cần thiết. Đây là dòng sản phẩm mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam với công nghệ của Hàn Quốc. Hiện nay, túi thảo mộc nóng và lạnh đang được sử dụng rất phổ biến tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan. Vì đây là cái sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam thì cũng chưa được biết đến một cách rộng rãi. Do đó công ty chúng tôi trong thời gian tới sẽ mở ra nhiều cái điểm giới thiệu và sử dụng cái sản phẩm này miễn phí cho nhiều người, nhiều đối tượng khác nhau, ở nhiều khu vực khác nhau để họ biết tới cái sản phẩm này và sử dụng như một cái sản phẩm dùng để chăm sóc cái sức khỏe mỗi ngày. Hiện nay, trên thị trường có một vài loại túi thảo mộc dạng nhỏ nhưng chỉ sử dụng trong các spa. Riêng chỉ có duy nhất túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life được thiết kế để sử dụng rộng rãi cho mọi đối tượng. Túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life bao gồm 9 loại thảo mộc thiên nhiên như quế, cúc la mã, bạc hà, xả, hương thảo, oải hương, có tính năng và hương thơm đặc trưng, được thiết kế nhiều kiểu dáng, kích cỡ để phù hợp với vị trí của từng bộ phận trên cơ thể như mắt, cổ, vai, lưng, tay, bụng, thắt lưng, đầu gối, bắp chân, bàn chân. Tiện lợi nhất là có thể sử dụng khi di chuyển hay ngay trong lúc làm việc ở nhà hay ở cơ quan, đọc báo hay xem TV, nghỉ ngơi, rất thoải mái trong suốt quá trình sử dụng. Còn khi mình sử dụng cái này thì mình cảm thấy là mình ngồi đâu mình sử dụng được, rất là tốt, tiện lợi. Chỉ sau một thời gian ngắn giới thiệu sản phẩm ra thị trường tại showroom và các hội chợ, Hội chợ triển lãm thương hiệu Việt Nam xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế, Hội chợ mua sắm Tết hàng Việt Nam chất lượng cao mở rộng, Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life đã có hàng nghìn người thử và cảm nhận sản phẩm với hàng trăm người đã trở thành khách hàng sử dụng sản phẩm. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của một số khách hàng đã sử dụng sản phẩm túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life. Vâng, thì công việc của tôi thì thường xuyên đi xe gắn máy. Thì sau khi về nhà mệt mỏi thì tôi cũng thường xuyên sử dụng những cái liệu pháp nóng để thư giãn như là ngâm chân và xông hơi chẳng hạn. Nhưng kể từ khi biết được cái sản phẩm
túi nóng lạnh ATZ Healthy Life do công ty Khỏe Đẹp phân phối. Thì tôi thấy sản phẩm này rất là tiện lợi và đem lại một cái hiệu quả rất là tốt. Và cái điều đặc biệt nữa thì cái hương thơm tự nhiên của vải hương và hương thảo có trong túi thảo mộc thì đem lại cho chúng ta một cái tinh thần thư giãn và thoải mái rất là tốt, mà các sản phẩm trước đây tôi dùng thì không thể có cái cảm giác đó được. Tôi đã có dịp sử dụng sản phẩm nóng lạnh này hơn một tháng. Sản phẩm này rất là tiện sử dụng. Khi mà bạn muốn sử dụng nóng thì bạn đổ vào lò vi 3 trước khoảng 3 phút và sau đó lấy ra sử dụng thì rất là tiện. Cái này bạn có thể để ra lần trước để cho giữ ấm phần ngực. Khi mà bạn mỏi vai, đau vai thì bạn có thể để ra lần sau để cho nó làm thư giãn và giống mỏi vai. Ngoài ra khi ngủ, tôi có thể xoay ra như thế này để tôi lót vào phần ót để ngủ, giúp cho giấc ngủ của mình sâu hơn và thoải mái hơn. Nói chung sản phẩm này rất là tốt và tiện để sử dụng sau khi mỗi giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Tôi đã sinh sống một thời gian dài bên nước Mỹ, thì sản phẩm Hot and Cold Herbal Pack rất là phổ biến bên nước bên Mỹ. Tại vì đa số người ta không có thời gian để đi spa hay đi thư giãn. Thì sau khi về Việt Nam làm việc, thì tôi đã được biết được sản phẩm ATZ Healthy Life. Và nó giúp tôi thư giãn và giảm đau nhức rất nhiều. Và ngoài ra nó còn thay thế một cái gói lót của trong cái gói lót lót lưng ở trong nhà phòng. Dùng một cái miếng vải có cái miếng băng sẵn rồi thì mình đưa vào vào vi sóng nóng rồi, mình đưa vào mắt. Đúng không? Mắt 5-10 phút mình thấy nóng mình lấy ra. Và thấy nguội thì đưa vô mình làm lại. Đến khi nào thì thấy là như vậy, là sau đó mình rửa mặt mình lau thì tỉnh táo, cái ngày đó không có chảy nước mắt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đau lưng thì mỏi lưng đó, nhưng mà có bữa đó trời động nó đau lưng thì bây giờ mình cũng đem nước đâu mình đổ, rồi có khi đổ đến giường nó nguy hiểm lắm, không mình có khi là bị trúng vào là nó bỏng, cho nên mình chơi bỏ vào lưng, mình buộc vào thật chặt vào rồi lên vai lưng, xong rồi vai lưng lên xuống, rồi mà thấy nó nguội thì mình để vô vi sóng nóng lại mình lên làm. Thì làm như vậy là trong 15-20 phút rồi có nghỉ. Như vậy thì thấy sáng dậy hay là sau đó mấy tiếng hồ thì nó trở lại bình thường. Hãy tận hưởng cảm giác hoàn toàn thư giãn về tinh thần và thoải mái về thể chất với túi thảo mộc nóng và lạnh ATZ Healthy Life. Cái định hướng trong 5 năm tới là chuyên cung cấp những cái sản phẩm với mang cái tính thiên nhiên, có tính hiệu quả, tiện lợi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Khỏe Đẹp, 283/45 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10. Điện thoại 0862645809. Hotline 0982340639.